Chào tất cả mọi người nha, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là bơm nhớt của Nissan U13. Cái xe này nó khá là cổ rồi. Cái dòng sản phẩm ngày hôm nay em gửi tới khách hàng là hàng liên doanh mới 100% anh em nhé. Sản phẩm có cấu tạo là được sản xuất 100% là hợp kim nhôm cao cấp anh em. Chính là cái phần bơm nhớt của nó này. Đấy. Các cái phần ốc chúng ta lắp vào cái chỗ phần máy này. Đây. Đây chính là cái bơm nhớt của nó anh em nhé. Anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Kiểm tra hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.